Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một ngọn núi ở làng Mao, huyện A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã sạt lở rất nghiêm trọng vào khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy, khiến hơn 141 người thuộc 46 gia đình bị chôn vùi. Có thông tin cho rằng lực lượng cứu hộ đã đào được hài cốt của 6 nạn nhân và một người sống sót. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và những người khác đã ra lệnh nỗ lực hết sức để cứu người, ngăn chặn thảm họa thứ cấp và tái định cư cho các nạn nhân. Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ từ các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang, dân quân, xây dựng giao thông, cứu hộ mỏ và cứu hộ y tế ở các khu vực lân cận Tứ Xuyên, cũng như 153 công cụ, máy móc và phương tiện đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và chú ý đến việc cứu hộ trong vòng 72 giờ. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết vào cuối buổi sáng thứ Bảy rằng, theo thống kê sơ bộ, vụ lở đất đã khiến 46 hộ gia đình bị vùi lấp, 141 người mất liên lạc và chặn một đoạn sông dài 2 km và hơn 1.600 mét đường bị lấp. Địa chỉ cụ thể xảy ra vụ lở núi ở làng Simo, thị trấn Điểm Tây, huyện Mao Xian, vụ sập núi còn khiến đoạn sông dài 2 km bị tắc nghẽn. Cảnh sát vũ trang cứu hộ có mặt tại hiện trường nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng số người bị chôn vùi chính xác vẫn đang được xác minh vì các học sinh đang ở nhà trong kỳ nghỉ và ngôi làng có dân số đông, ước tính khoảng 100 đến 200 người. Ngôi làng nơi xảy ra vụ lở đất là một điểm thu hút khách du lịch và không loại trừ khách du lịch cũng là những nạn nhân trong vụ lở đất này. Huyện Mao là một trong 10 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Trận động đất ở Vân Xuyên đã khiến 70% đến 80% ngôi nhà nông thôn ở huyện Mao bị sập và giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Vào năm 2014 và năm 2015, tại huyện Mao cũng đã xảy ra sạt lở đất. Điền Tây, huyện Mao đã trải qua những thảm họa địa chất nghiêm trọng trong lịch sử. Điền Tây, Hải Tử ở huyện Mao là một hồ chắn được hình thành bởi động đất với 7,5 độ Richter ở Điềm Tây, Trung Quốc vào năm 1933, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Blog chính thức của quận A Ba ở Tứ Xuyên, nơi có quận Mao cho biết, gần đây lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở quận của chúng tôi đã gây ra lở núi và lở đất nghiêm trọng một số con đường ở Mao Xian, Mã Nhĩ Khang, Tiểu Tân và các quận khác. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, từ Ban Chỉ huy Thiên tai và Dòng chảy Mảnh vụn Cam Túc Châu Cừ cho biết, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, thảm họa lũ lụt và lở đất đã giết chết 127 người và 88 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, có 1.294 người mất tích, thương vong thêm và thiệt hại tài sản vẫn chưa được xác minh. Vào khoảng 23 giờ đêm ngày hôm kia, một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống vùng núi phía đông bắc huyện Châu Cừ, khu tự trị dân tộc Quan Nhan, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất ở Vân Xuyên. Trận mưa kéo dài hơn 40 phút với cường độ mưa lớn. Lượng mưa đạt được là hơn 90mm. Một khu vực rộng khoảng 500m và dài khoảng 5km, bao gồm làng Nhạc Nguyên, thị trấn Thành Quan, huyện Thành Quan, đã bị san bằng bởi một trận lở đất trên núi. Khu vực này có gần 2.000 người sinh sống. Người ta đã tìm thấy khoảng 300 hộ gia đình bị chôn vùi do lở đất và hơn 20 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau bị phá hủy. Trận lở đất đã làm hư hại gần một nửa số tòa nhà ở khu vực này của quận và tạo thành một hồ chắn nước đã làm ngập các con đường Bình Hạ phía Bắc và phía Nam của quận. Sau trận lở đất, tỉnh Cam Túc, quận tự trị Tây Tạng Gangnam và huyện Châu Cừ đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch khẩn cấp. Hơn 3.000 sĩ quan và binh sĩ PLA từ Trung đoàn Phòng thủ Hóa học và Trung đoàn Công binh của quân khu Lan Châu, hai đội quân y và hơn 1.300 sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang, 1.700 sĩ quan an ninh công cộng và lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến khu vực xảy ra lở đất tham gia cứu hộ, tái định cư cho những người bị ảnh hưởng. Sau những nỗ lực cứu hộ của quân đội giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang, cán bộ và chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy, cán bộ và quần chúng địa phương, hơn 680 người trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lở đất đã được giải cứu, còn 18 người bị thương nặng đang được chuyển đến các bệnh viện khác. Chính quyền địa phương cũng đã phân phát chi phí tang lễ cho gia đình các nạn nhân. Sau khi sửa chữa cơ bản đã thông tuyến một quốc lộ và hai tỉnh lộ dẫn đến vùng thiên tai, điện đô thị và thông tin di động được khôi phục một phần.
Mặc dù nguồn cung cấp nước bị gián đoạn, nhưng chính quyền địa phương đã tìm được một cái giếng và sẽ cung cấp nước uống cho những người dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất. Trước đó, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra và gây lở đất ở huyện Châu, tỉnh Cam Túc đã gây ra thương vong nặng nề, đồng thời điện, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Bộ Đất đai và Tài nguyên đã phát động ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 1. Theo điều tra sơ bộ của nhóm chuyên gia của Bộ Đất đai và Tài nguyên, ba ngôi làng bao gồm làng Tam Yến và làng Nhạc Nguyên về cơ bản đã bị phá hủy bởi thảm họa lở đất khổng lồ. 1/3 huyện Châu Cừ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng. Và khoảng 23 giờ hôm kia, huyện Châu Cừ, quận Cán Nam, tỉnh Cam Túc do mưa lớn bất ngờ gây ra thảm họa lũ lụt và lở đất lớn gây thương vong nặng nề. Sau thảm họa, các chuyên gia khẩn cấp từ Bộ Đất đai và Tài nguyên ở Cam Túc đã vội đến hiện trường lúc 4 giờ 35 phút sáng. Và lúc 10 giờ sáng cùng ngày, một nhóm chuyên gia từ Bộ Đất đai và Tài nguyên đã vội vã đến khu vực thảm họa từ Bắc Kinh. Hiện tại, hơn 20 chuyên gia thuộc đợt chuyên gia đầu tiên của Bộ Đất đai và Tài nguyên đã khẩn trương đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ. Theo điều tra sơ bộ của nhóm chuyên gia của Bộ Đất đai và Tài nguyên, thảm họa lở đất xảy ra ở Tam Yến, Đầu Câu và Lạc Gia Đầu Câu ở Bắc Sơn, huyện Châu Cừ. Và đó là một vụ lở đất nhất. Dòng mảnh vụn đã cuốn trôi khoảng 1,8 triệu mét khối vật chất rắn ở miệng mương, trong đó làng Tam Yến, làng Nhạc Nguyên và làng Xuân Trường về cơ bản đã bị phá hủy. 1/3 huyện Châu Cừ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 50.000 người. Hiện tại, khu vực giữa của quận Bắc Long Giang đã bị bồi lấp bởi dòng chảy mảnh vụn và nước sông cao hơn bờ kè khoảng 3 mét. Tầng đầu tiên của các tòa nhà dọc theo con sông trong quận đã bị bao phủ bởi đất và đá. Khu vực Bắc Sơn, trường học và những nơi khác đã tích tụ nước và trầm tích với độ dày từ 2 đến 3 mét. Nhóm chuyên gia đề nghị rằng những người dọc theo bờ hạ lưu của đoạn Châu Cừ của sông Bách Long nên được sơ tán càng sớm càng tốt. Những người trong khu vực thiên tai nên được giải cứu, các hồ chắn đã hình thành nên được xử lý kịp thời, chuyển hướng cấp nước thượng nguồn để giảm áp lực cho các hồ chắn. Được biết, nhóm chuyên gia thứ hai của Bộ Đất đai và Tài nguyên đã lên đường đến địa điểm xảy ra thảm họa và dự kiến sẽ đến vào đêm ngày mai. Cục Đo đạc và Bản đồ Quốc gia đã khẩn trương cung cấp bản đồ địa lý của khu vực thiên tai cho các bộ phận liên quan. Trung tâm Viễn thám và Khảo sát Địa vật lý Hàng không của Bộ Đất đai và Tài nguyên đang phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đẩy mạnh việc giải thích dữ liệu ảnh hàng không và đánh giá thảm họa, cố gắng cung cấp thông tin thảm họa thực sự và đáng tin cậy để cứu trợ thiên tai trong thời gian ngắn nhất có thể. Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp kế hoạch cứu hộ đã huy động 1.180 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội phòng cháy chữa cháy Công an Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Ninh Hạ cùng hơn 4.000 bộ thiết bị cứu hộ chẳng hạn như máy dò sự sống, thuyền xung kích và thuyền cao su đến khu vực thiên tai để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt. Giám đốc Trần Vệ Minh của Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, Chính ủy Tạ Mạn Uyển và Phó Chính ủy Doãn Tuấn Thạch được giao nhiệm vụ và chỉ huy bởi Trung tâm Chỉ huy của Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Tính đến 19 giờ tối ngày hôm qua, cán bộ chiến sĩ Công an Phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 58 người bị mắc kẹt. Được biết, Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an đã triển khai 450 cán bộ chiến sĩ cứu hỏa thuộc các đội Phòng cháy chữa cháy Công an Cam Túc, Tứ Xuyên và Thiểm Tây tập kết ứng trực, sẵn sàng lao đến khu vực xảy ra thiên tai bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, ở Đại Trại và Vĩnh Lạc, làng Đại Trại, thị trấn Cương Vũ, huyện Quảng Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, do mưa lớn nhiều ngày và sạt lở đất đã chôn sống rất nhiều người. Theo thống kê sơ bộ, có 38 hộ dân và 107 dân làng bị mắc kẹt do lở đất bị vùi lấp. Sau khi điều tra thêm, 99 dân làng từ 37 hộ gia đình đã bị chôn vùi. Một người dân thoát nạn đã cung cấp danh sách một số người bị chôn vùi. Danh sách cho thấy những người bị chôn vùi gồm 30 em nhỏ đang học tiểu học, hầu hết là các em nhỏ. Tin tức trực tuyến cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn tại chỗ của thảm họa địa chất ở quận tự trị Quảng Lĩnh vẫn đang được tiến hành. Hơn 700 sĩ quan và binh sĩ từ 12 đội cứu hộ đã làm việc luân phiên với 26 máy móc lớn. Đến 19 giờ cùng ngày đã tìm thấy tổng cộng 42 thi thể nạn nhân, hiện còn 57 người mất tích. Theo người phụ trách Ban dân vận tỉnh, 952 người thuộc 244 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai địa chất đã được tái định cư, trong đó có 179 hộ dân với 705 nhân khẩu tại khu tái định cư tập trung số 1 của nhà máy điện Quang Quang. Điểm tái định cư tập trung số 2 là 102 người thuộc 37 hộ dân thuộc trường tiểu học thôn Mao Cao Bình. Tổng số hộ tái định cư tập trung là 216 hộ với 807 nhân khẩu.
28 hộ với 145 nhân khẩu nằm rải rác. Hiện tại, việc cung cấp vật liệu trong khu vực thiên tai là bình thường và hơn 1.000 người ở các khu tái định cư tạm thời đã có được thức ăn, quần áo, nhà ở tạm thời, các biện pháp vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cũng như các biện pháp an ninh. Đến nay đã phân phát 652 giường gấp, 1.838 chăn bông cứu trợ thiên tai, 1.058 bộ quần áo, 4,85 tấn gạo ăn, 672 thùng mì gói, 326 hộp thực phẩm, 1.919 phần nước suối và 338 phần đồ uống. Những người ở vùng bị thiên tai đến thăm người thân và bạn bè có thể được trợ cấp 20 nhân dân tệ mỗi người một ngày. Khu tái định cư tập trung thứ 3 cho đồng bào vùng thiên tai mới thành lập đang trong quá trình sửa chữa, cấp điện nước, dự kiến sau khi đáp ứng được các điều kiện sinh hoạt sẽ đưa vào sử dụng. Nhân viên Trang của đội cứu hỏa quận A3 thuộc đội cứu hỏa Tứ Xuyên cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các phóng viên rằng một người sống sót đã được giải cứu vào khoảng 8 giờ 20 phút khoảng 50 tuổi. Người phụ nữ vẫn tỉnh khi được giải cứu và đã được đưa đi cấp cứu. Người phụ nữ đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát gần 20 giờ khi được giải cứu. Sĩ quan Giang cho biết một người lính tham gia cứu hộ động đất Yushu đã đi sâu vào đống đổ nát và giải cứu người phụ nữ bằng các dụng cụ chuyên nghiệp và máy đào cầm tay. Cùng lúc đó, hai hoặc ba thi thể đã được trục vớt. Được biết, Sở Cứu hỏa Tứ Xuyên đã cử 3 đội cứu hộ với tổng số 199 người và 16 phương tiện cứu hộ. Từ tối ngày hôm kia đến sáng sớm ngày hôm qua, lượng mưa lớn đã xảy ra ở huyện Châu Cử, quận Gangnam, tỉnh Cam Túc, gây ra thảm họa lở đất. Hiện tại, thảm họa đã khiến 127 người thiệt mạng và hơn 2.000 người mất tích. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!